Rồi hello, chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh YouTube Trại Bò Giống Tiền Giang của em nha. Đó rồi hôm nay em sẽ giới thiệu với cô chú anh chị lô bò đực 3D. Đó, bò đực kem toàn là hàng tiễn không nha. Hàng này là hàng đẹp, hàng quýt không nha. Đó, thì đó bây giờ để em giới thiệu cho trước một cái lô bò đực 3B trước nha. Đó, đây. 3B bông. Đó, đít mũi. Đó, mấy con này thì nó cao tầm 1m06 1m07. 1m06 1m07 tới 1m1 bò nha. Nói chung là cao hơn 1m05 nha. Đó, đít khô nè. Đó. Đó, con nào nấy đẹp nha. 3B, 3B bông, đít mũi. Đó, ở đây trong này có em này là dữ nhất nha. Con này thì nó xương sống nè. Đó, giò cản xương sống to ghê không? Đó, đít nè, nó lưng dài nè. Đó, đó, lưng dài hở cả khúc nha, nó bằng tháng luôn nè, coi cái dài xong nè, đó, ở lề hết biết không, đó, đít khu này coi chứ vậy, thấy không, con này thì nó lỡ hết, nhưng mà ví dụ như cô bác nào bắt hết một lô 8 con này, gồm 3 con 3B bông này nha, rồi với là 5 con 3B đen, đó, bắt solo 18 triệu rưỡi. Nếu 18 triệu bắt solo em bắt hết 8 con này em sẽ bao xe cho nha. Đó. Còn mà nếu mà bắt không hết thì có thể là em hỗ trợ tiền xe thêm chứ không có bao nha. Còn nếu bắt hết 8 con em sẽ bao tiền xe nha. Giao cho cô chú tận tới nhà luôn. Đó, 18 triệu 500. Đó. 3B là cao nói chung là 1m1 tới là 1m06 cho ăn lên. Nó bao cho phủ bì cho cô chú anh chị vậy luôn. Đó. Thì mấy cái trại khác thì hiện tại bây giờ là em cũng đang theo dõi là nó đang báo cái này là khoảng tầm 20 đó, 20 tới 21 triệu một con nha. Đó. Thì em á thì em á thì em bắt nhà vườn rồi xe nhà em chở nhà em bán giá thì cô chú anh chị cứ tham khảo chứ em cũng không có tiện nói mình mua bán mình không có được chạm tới ai. Đó, người ta bán sao người ta bán, mình bán sao mình bán, nhưng mà em biết là hiện tại mà mấy 3B giờ như vậy là nó đang kêu là 21 triệu tới 20 triệu. Nó cũng tầm 1m1 tới 1m06 giống y như em đây. Bò chưa chắc gì đẹp hơn em nữa nha. Đó. Nhưng mà mình chỉ nói vậy thôi chứ mình không có nói trại ai của ai, mình không có động chạm tới ai hết, mình mua bán là vậy. Đó thì tùy cô chú anh chị. Rồi có trại thì kêu bò giờ rất là rẻ nha. Trời ơi. 11 12 triệu con hà, nhưng mà điều cô chú phải xét lại tiền nào của nấy nha. Đó. Tùy bò nha, tiền nào của nấy hả. Nói chung là mình cũng cần bò rẻ nhưng mà phải đẹp nha, chứ không phải bò xấu quắc mà rẻ là cũng đem về xài cũng không được nha. Đó, cần rẻ nhưng mà phải đẹp, chứ không phải mà rẻ mà có 11 12 triệu mà đem về con bò thấy ớn, người đem về mua về người ta còn cười thêm á. Đó, thì bò đây em đây 1m06 tới 1m1 bò. Đó. Giá bán công khai 18 triệu rưỡi bao về tới nhà nếu bắt hết 8 con. Còn mà nếu mà bắt không hết đó thì em hỗ trợ tiền xe nha. Đó. 50 50, nếu mà bắt tầm hơn nữa thì 4 con gì đó thì 50 50. Đó, em sẽ giao cho. Em cho xe giao tới nhà đàng hoàng. Đó, cô chú anh chị khỏi lo. Đó. Thì cô chú cũng thấy thì cũng lâu lâu em mới đăng cái là tại vì lý do là em lâu lâu em về một lô rồi em phải chạy đi kiếm bò đó, đi kiếm bò cho nên là em vắng mấy bữa em mới đăng nữa. Còn ví dụ cô chú anh chị thấy là cái ông chủ trại nào mà cứ trực tiếp ở chuồng hoài mà về làm cái chục hai chục á là không có bắt nhà vườn nha, bắt lái không á. Đó thì cô chú chị cứ xét lại đi, nếu mà đó là coi đó, mình mua bán mình có nghiên cứu đó. Đó, bò em thì mua gốc bán ngọn, khỏi khỏi bàn cãi hết. Đó, xương sóc to đùng đó, không có mà ghép bò cái xứ khác mà chân ốm ốm nhỏ nhỏ là đem về giao là không có có. Bò này gốc Tiền Giang hẳn hoi nha. Đó, còn mấy cái có nhiều cái gốc bò chỗ khác thì 3B là xương rất là nhỏ, thì cô chú anh chị nào rành bên bò thì sẽ biết cái gốc chỗ nào là bò xương nhỏ rồi á. Đó. Đó.
bên đây kem nè, nó thì giá nó cũng như vậy luôn, ăn giá đó, kem con nào nấy nè, đó. Đó, biết không đó. Thì giá nó cũng y vậy luôn đó, 18.500 đó. Nếu mà bắt quần 4-5 con ấy, thì em sẽ chịu phần nữa, còn nếu mà bắt số lượng nhiều ấy, thì em sẽ bao xe cho nha. Ở đây là em dùng gồm có là 4 con kem trắng, 2 con siêu xám nha. Đó thì 2 con này ấy, thì nó cao cũng 1m0 tới 1m1 nè, đít nè. Đó, em đang bán 17 triệu một con. Đây, kem trắng báo giá hẳn hoi, bò đẹp đàng hoàng. Đó. Đó. Cô chú anh chị cứ nghĩ là tiền nào của nấy đi, đừng có ham rẻ quá nha. Đó. 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 Bò thấy ghê không? Tiền nào của nấy cô chú anh chị. Đó. Đó. Mấy con bò giờ nếu mà tầm bắt mà bán tầm 11, 12 triệu con đó, em cũng có nữa. Nhưng mà không có bắt cô chú anh chị ơi. Bò đó là bắt về bán không được, bắt công người ta bán vốn lắm. Tại vì con bò đó mấy con bò lai á. Đó. Nếu mà nuôi đường dài á, con này nuôi mấy con này nuôi khoảng 5 rưỡi, nó phải nuôi 2 năm. Nhưng mà được 2 năm sau á thì đồng ý là cái thịt nó rẻ hơn mấy con kem này, nhưng mà nuôi phải 2 năm mấy mới ra thịt được. Còn mấy con này thì nó tầm khoảng 5 mấy là cô chú anh chị có thể ra thịt được rồi đó, có thể xuất chuồng nha. Đó, cho nên là mấy cái giá rẻ đó em không bắt đâu. Đó. 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 Rồi cô chú anh chị nào cần cứ liên hệ trực tiếp với em nha. Em ở ấp Phú Hưng C, xã Phú Quý, huyện Châu Đầu, tỉnh Tiền Giang. Đó, số điện thoại em sẽ cập nhật phía dưới nha. Rồi cô chú anh chị nào cần cái liên hệ trực tiếp với em, đó, số điện thoại em sẽ để phía dưới. Đó, lưng dài nè, bò với bò đẹp dây á. Đó, mấy con bò lai thì cái lưng cái da trước nó nhọn nha. Đó, cái da trước nó không có nở thì nó nhọn quắc nha. Mấy con đó thì đỏ đó. Đó thì mấy con bò lai đó thì nuôi khoảng 2 năm hơn mấy cô chú anh chị mới ra được. Bò đó thì nó rẻ nha. Đó. 11-12 triệu. Đó. Rồi thì tiền nào của nấy mà. Rồi chào cô chú anh chị.